Anh nhận trà của bên em rồi, vừa pha thử xong. Công nhận trà lõng tôm của bên em ngon thật. Anh muốn mua số lượng nhiều về để dùng dần, thì không biết là để lâu có bị mốc hay không. Em có thể chia sẻ giúp anh với, cảm ơn em. Vâng ạ, em cũng cảm ơn cái lời chia sẻ của anh khách hàng đó. Thì hiện tại đang là cái trà vụ xuân. Trà vụ xuân, đặc biệt là cái dòng tôm nõn, nó cho ra được cái màu nước nó rất là trong xanh. Và cái hương cốm nó đậm đà, cái vị chát nó dịu và hậu ngọt, độ béo của nó rất là nhiều. Thế nên là các bác thì mình chúng ta rất là thích đúng không ạ? Đấy thì em sẽ chia sẻ về cái cách bảo quản khi chúng ta mua với số lượng nhiều các bác nhà mình nhá. Đấy thì trước tiên là chúng ta đi mua trà, chúng ta nên lựa chọn những cái túi trà 100 g. Đấy, các bác mua số lượng nhiều ấy, hoặc là ít, chúng ta cũng nên lấy túi 100 g là phù hợp. Để chúng ta hết một gói trà này, bóc gói trà sau ra, nó vẫn giữ được cái hương vị, cái chất lượng giống như ban đầu. Và thời tiết ở Việt Nam mình, lúc thì nắng, lúc thì mưa, lồm ẩm thất thường. Thế nên là chúng ta hãy bảo quản trà trong ngăn mát tủ lạnh. Bởi vì trà để trong tủ lạnh nó sẽ giữ được cái chất lượng nó tốt nhất. Bởi vì khi chúng ta để ngoài không khí, ví dụ như thời tiết nó nắng quá 39 40 độ thì trà nó rất dễ bị oxy hóa, nó giảm đi cái mùi thơm này, cũng như để lâu thì chúng ta pha nó sẽ bị đỏ nước. Đấy, và thời tiết mà khi mà bị lồm ẩm nhiều hay mưa nhiều ấy thì trà nó dễ bị ẩm mốc. Các bác cứ để cái một ít trà ra bên ngoài khoảng 30 phút sau là nó đã ẩm rồi. Đấy, và khi chúng ta mà bảo quản không cẩn thận nó bị ẩm bị mốc thì uống vào cơ thể nó sẽ gây ra độc tố rất là nguy hiểm. Đấy, vì vậy các bác nhà mình chúng ta là hãy buộc vào túi bóng ấy, để trong tủ lạnh thì các bác uống cả năm nó vẫn giữ được cái chất lượng. Mà các bác nhà mình ơi, trà để trong tủ lạnh mang ra pha nó ngon lắm, nó thơm hơn rất là nhiều. Các bác nhà mình cứ thử áp dụng đi để chúng ta sẽ cảm nhận được cái độ ngon, độ thơm của trà khi để trong tủ lạnh đấy ạ. Và các bác nhà mình ơi, bác nào chúng ta muốn thưởng thức trà Tân Cương Thái Nguyên và đặc biệt là sản xuất theo hướng hữu cơ thì hãy nhanh tay liên hệ đến với trà Tiên Đầu. Bên em có tất cả các dòng trà từ dòng bình dân đến dòng cao cấp để phục vụ cho tất cả các quý bác khách hàng.